Bích Trâm rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin quân sự trên kênh Thời báo Sự Thật. Chương trình ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Phe nổi dậy Afghanistan tiến công ồ ạt, phá vỡ thế cô lập của thành trì Panjshir. Israel diễn tập không quân cực lớn, thách thức các hệ thống phòng không tại chiến trường Trung Đông. Mỹ hoài nghi việc Iran sẵn sàng tái khởi động đàm phán hạt nhân. Mỹ tìm cách nâng cấp máy bay chiến đấu để giành lợi thế trước Nga, Trung Quốc. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, cách đây ít giờ, theo nguồn tin của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, lực lượng của họ tại hai mặt trận Panjshir và Baghlan đã phối hợp tiến hành một hoạt động quân sự chung, tiêu diệt gần như toàn bộ Taliban tại đèo Kawak. Mặc dù chiến thắng này là điều không khó để dự đoán, do cả hai đầu con đèo đều do các lực lượng IMF kiểm soát, nhưng việc giải tỏa một trong hai cửa khẩu chiến lược nối Panjshir với bên ngoài đã phá vỡ thế cô lập từ thùng lũng kể từ khi giao tranh bùng phát cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Được biết, con đèo còn lại là đèo Salang ở phía nam thung lũng vẫn nằm trong tay Taliban do có một cụm quân mạnh thiết giáp vẫn đang chiếm giữ. 9 tay súng Taliban đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ ở các huyện Parian và Roka của tỉnh Panjshir đêm qua. Ít giờ trước, các nguồn tin thân Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan đã đăng tải một bản đồ miêu tả sự phát triển của lực lượng này trên toàn lãnh thổ quốc gia Trung Á. Mặc dù bản đồ này cần được xác thực, nhưng với các tin tức mới nhất về việc hàng loạt nhóm vũ trang địa phương ở các tỉnh thề trung thành với NAF, rõ ràng Taliban đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh du kích. Ít giờ trước, nguồn tin của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan đưa tin rằng một nhóm vũ trang địa phương có tên là Goldemak đã cam kết trung thành với họ ở tỉnh Nangarhar, khu vực biên giới đông nam Afghanistan và Pakistan. Cần lưu ý rằng, tình hình ở Nangarhar đang rất phức tạp với liên tiếp các vụ tấn công của nhóm khủng bố ISK nhắm vào các tay súng Taliban trong tỉnh. Israel diễn tập không quân cực lớn, thách thức các hệ thống phòng không tại chiến trường Trung Đông. Từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 10 tại căn cứ không quân Uvda ở miền nam Israel đã diễn ra cuộc tập trận quân sự quốc tế Blue Flag 2021. Đây là cuộc tập trận chưa từng có trong tiền lệ. Các phi công của không quân Israel và các nước đồng minh tích cực huấn luyện cách vượt qua những hệ thống phòng không của Liên Xô và Nga, thực hành vượt qua các hệ thống tên lửa phòng không Kup và Pantsir-S1 đang được biên chế cho quân đội Syria. Thông tin này được kênh truyền hình 9 TV của Israel cho biết. Tham gia cuộc tập trận này có khoảng 1.000 binh sĩ và 100 máy bay đến từ 7 quốc gia, bao gồm Israel, Mỹ, Đức, Ý, Anh, Pháp, Ấn Độ và Hy Lạp. Trước khi bắt đầu cuộc tập trận, hai máy bay chiến đấu đã bay qua Knesset do Thiếu tướng Amikam Norkin, tư lệnh không quân Israel lái máy bay chiến đấu F-15 và Trung tướng Ingo Gerhant, tư lệnh không quân Đức lái chiếc Eurofighter. Rất nhiều chuyến bay đã được thực hiện, trong đó các máy bay của các quốc gia Mỹ, Đức, Ý, Anh, Pháp, Ấn Độ và Hy Lạp bay theo một đội hình thống nhất. Những hình ảnh về cuộc tập trận được công bố rộng rãi trên mạng xã hội. Đặc biệt, người quan sát cuộc tập trận này là tư lệnh không quân UAE, tướng Ibrahim Nasser Muhammad Al-Alawi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường hợp này diễn ra. Trong cuộc tập trận đã diễn ra các bài tập, hành động tích cực máy bay thế hệ thứ 5 và thứ 4 trong điều kiện chiến đấu, sự tương tác giữa các máy bay trong việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của kẻ thù, sự xuất hiện của hệ thống phòng không trong khu vực và sử dụng máy bay không người lái. Đây cũng là lần đầu tiên một phi đội của không quân Anh, các phi công của không quân Pháp và các phi công của không quân Ấn Độ tham gia vào cuộc tập trận này. Hiện tại thì Nga chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Còn phía Iran đang xây dựng hệ thống phòng không của mình ở Syria. Tehran tuyên bố sẽ tăng hệ thống phòng không Bava và Khoddat của nước này để chống lại Tel Aviv. Trước tình hình này, tờ Jerusalem Post cho rằng không phải Israel thay đổi chiến thuật, thực hiện các bài tập bay thành đội hình lớn gồm nhiều máy bay để có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Chỉ có như vậy mới giảm được tổn thương từ các hệ thống phòng không của Syria. Lưu ý rằng các hệ thống phòng không của Syria đã không ít lần tiêu diệt các máy bay của không quân Israel. Mỹ hoài nghi việc Iran sẵn sàng tái khởi động đàm phán hạt nhân. Ông Ali Bakheri, Thứ trưởng Ngoại giao Iran và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này đã thông báo trên Twitter rằng Iran đã đồng ý tái khởi động đàm phán vào cuối tháng 11 và ngày cụ thể sẽ được công bố vào tuần tới. Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi các đặc phái viên của Mỹ và Iran Robert Milley bày tỏ mối quan ngại về việc Iran từ chối cam kết một ngày cụ thể cho việc nối lại đàm phán hạt nhân ở Vienna. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là bà Jembersaki cho biết, các quan chức Mỹ đã được báo cáo về thông tin trên, nhưng vẫn đang đợi xác nhận từ các quan chức châu Âu rằng liệu Iran có thật sự sẵn sàng quay lại đàm phán hay không. Theo bà Jembersaki, Mỹ và các nước đối tác vẫn muốn giải pháp ngoại giao, nhưng giới chức Tòa Bạch Ốc vẫn đang cân nhắc các giải pháp khác, mặc dù quyết định vẫn sẽ phụ thuộc vào các hành động của Iran. Tổng thống Biden trong tuần này sẽ sang Italy tham dự thượng đỉnh G20 và dự kiến tham vấn các đồng minh về chương trình hạt nhân của Iran bên lề sự kiện này. Cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và các quan chức Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden cũng đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp ở Vienna nhằm đưa Mỹ và Iran quay trở lại tuân thủ thỏa thuận này. Các cuộc thảo luận này đã bị gián đoạn hồi tháng 6 sau khi Tổng thống Iran Ibrahim Raisi lên nắm quyền. Mỹ tìm cách nâng cấp máy bay chiến đấu để giành lợi thế trước Nga, Trung Quốc. Quân đội và lực lượng đặc nhiệm của Mỹ biết rằng họ có thể tiến hành các cuộc không kích hoặc là yểm trợ trên không cho lực lượng dưới mặt đất chống lại đối phương bất cứ khi nào cần thiết. Nhưng khả năng này sẽ khó phát huy trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga và Trung Quốc. Trong không phận tranh chấp, cường kích AC-130 và máy bay vận tải MC-130 là hai trong số các loại máy bay uy lực và được yêu thích nhất trong kho vũ khí của Bộ Chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ, gọi tắt là SOCOM, có thể trở nên không phù hợp và khó thực hiện nhiệm vụ khi phải đối mặt với hệ thống phòng không của Nga và Trung Quốc. Vì vậy, SOCOM đang tìm kiếm thách thức mới để sử dụng những máy bay này bằng cách trang bị cho AC-130 tên lửa hành trình và biến MC-130 thành phi cơ cất cánh trên mặt nước. Đặc nhiệm Mỹ có thể triển khai chúng trong cuộc chiến như vậy. Trong 6 thập kỷ qua, các phiên bản khác nhau của AC-130 đã hỗ trợ binh sĩ thông thường và đặc nhiệm Mỹ chiến đấu trong nhiều cuộc xung đột. Cường kích AC-130J Commando 2, phiên bản mới nhất của AC-130 được coi là cỗ máy hủy diệt, với kho vũ khí bao gồm pháo 30mm và 50mm, các loại đạn thông minh, tên lửa hỏa ngục Hellfire và tên lửa Geofring. AC-130 là máy bay chiến đấu yểm trợ tầm gần lý tưởng. Nó có thể bay trên đầu mục tiêu trong thời gian dài và dội hỏa lực một cách đáng kinh ngạc. Nhưng khả năng hoạt động trên không trong thời gian dài của máy bay này cũng là nhược điểm của nó, vì để làm như vậy nó phải bay chậm và dễ bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không. Trong lịch sử, AC-130 hầu như chỉ hoạt động vào ban đêm để tăng cường thế mạnh và tránh lộ điểm yếu. Hiện giờ, SOCOM muốn phát triển một vũ khí dẫn đường chính xác mà AC-130 có thể bắn từ khoảng cách xa, cho phép nó tấn công các mục tiêu trong khi tránh được hỏa lực của đối phương. Trong một số nguồn tin mới được tiết lộ, Bộ Chỉ huy các lực lượng đặc biệt của Mỹ đang tìm kiếm một tên lửa hành trình có tầm bắn từ 370 km đến 470 km với đầu đạn nặng ít nhất là 6 kg, nhưng có thể được nâng cấp lên 16 kg. Tuy vậy, một số nhân vật trong Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt của Không quân Mỹ, gọi tắt là AFSOC, là một bộ phận của SOCOM, đã tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của vũ khí này. Một cựu pháo thủ của AC-130 cho biết, khi phải đối phó với bất cứ mối đe dọa nào, dù là vũ khí không đối không hay là không đối đất, việc có thêm tên lửa hành trình dẫn đường chính xác sẽ giúp nâng cao khả năng hoạt động của AC-130. Nhưng tôi không tin rằng trang bị tên lửa này sẽ giúp máy bay phù hợp hơn với những cuộc chiến như vậy do các hạn chế của nó. Những máy bay khác có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn để mang theo loại vũ khí này. AC-130 chế tạo để quần thảo nhiều giờ liền trên bầu trời, bay ngược chiều kim đồng hồ và giao chiến với bất cứ kẻ thù nào. Vì thế, việc trang bị thêm tên lửa hành trình có thể không mang lại nhiều lợi ích như là mong đợi. Cường kích AC-130 không phải là vũ khí duy nhất SOCOM muốn nâng cấp để giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn. Cơ quan này cũng đang nghiên cứu sửa đổi máy bay vận tải MC-130J Commando 2 để nâng cấp khả năng của nó nhằm đối phó với những thách thức của một cuộc chiến tranh tiềm tàng. AFSOC có khoảng 60 chiếc MC-130J đóng vai trò là xương sống trong phi đội máy bay cánh cố định của lực lượng này. MC-130J Commando 2 là phiên bản mới nhất, giúp cho Không quân Mỹ tăng cường khả năng tiếp cận nhằm thâm nhập, giải cứu cũng như cung cấp khả năng hậu cần nâng cao. Nó có thể tiếp nhiên liệu trên không cho trực thăng của các lực lượng đặc nhiệm và thực hiện các hoạt động phục vụ cho chiến tranh tâm lý bằng việc rải truyền đơn hoặc là tờ rơi. MC-130 có thể hạ cánh ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, kể cả trên các bãi biển, sa mạc và đường cao tốc. Chúng không thể nào hạ cánh trên mặt nước, nhưng hạn chế này có thể được khắc phục vào năm 2023. Hiện nay, AFSOC đang phối hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân nghiên cứu khả năng đổ bộ của máy bay này để cho phép nó có thể hạ cánh trên mặt nước. Họ có kế hoạch sửa đổi bánh phao tháo rời dùng cho thủy phi cơ, cho phép MC-130J hạ cánh và cất cánh trên mặt nước trong trường hợp cần thiết. Một cựu phi công MC-130 cho biết, đây thật sự là một tin tức tuyệt vời, giúp máy bay trở nên hoàn hảo hơn. Trung Quốc là đối thủ chính của chúng ta ở cả hiện tại và tương lai. Nếu chúng ta muốn tiến hành hoạt động viễn chinh hiệu quả ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chúng ta cần phải có thủy phi cơ đổ bộ. Thiếu tá Kristen Sibach, người đứng đầu bộ phận chuyển đổi công nghệ của AFSOC nói, khả năng đổ bộ của MC-130J Commando 2 là rất quan trọng đối với thành công tương lai vì nó cho phép phân bổ khí tài trong khu vực hoạt động chung. Không quân Mỹ được cho là đang nghiên cứu những khái niệm mới để giúp các máy bay của lực lượng này khó bị nhắm mục tiêu tấn công hơn. Chẳng hạn, theo chương trình triển khai linh hoạt, máy bay chiến đấu F-35 có thể gia tăng khả năng sống sót và mở rộng khả năng hoạt động, đặc biệt tại những khu vực rộng lớn như là Thái Bình Dương, nơi quân đội Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện. Những khả năng mới này sẽ khiến họ thích ứng với sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tin tức trên kênh Thời báo Sự thật. Một lần nữa Bích Trâm xin kính chúc quý vị luôn gặp thật nhiều may mắn và thành công. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.